Phải chăng các cons lợi dụng lời tố hiếp dâm thiếu thuyết phục công kích hội nhà văn? Các cons của mạng xã hội trong nhiều năm nay đã hình thành một thế lực phát ngôn điều hướng dư luận, không tổ chức nhưng thống nhất và liên hệ chặt chẽ với nhau. Qua sự việc nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo ông Lương Ngọc An, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn và Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ cho thấy, các cons đã sôi sục thúc đẩy, đổ thêm dầu vào lửa, muốn mượn gió bẻ măng để tấn công Hội Nhà văn và chính quyền. Từ một lời tố cáo không đủ bằng chứng, các cons của mạng xã hội đều mờ mắt. Ngày 6 tháng 4 năm 2022, nhà thơ nữ Dạ Thảo Phương sau một thời gian dài im ắng, đột ngột đăng một lời tố cáo trên Facebook cá nhân có tựa đề: "Kẻ từng cưỡng hiếp tôi đang là phó tổng biên tập báo Văn nghệ." Ngay lập tức, lời tố cáo lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với những buộc tội đầy phẫn nộ. Dịch giả Vũ Hoàng Linh, một con nổi tiếng thường xuyên có các phát ngôn bài xích chính quyền và ủng hộ nhóm phản động của Phạm Thị Đoan Trang, nhà hoạt động thường tự quay video các cảnh phô dâm của mình, cũng chẳng ngần ngại khẳng định là bạn của Dạ Thảo Phương, lập tức lên tiếng. Và sự ghê tởm không chỉ từ hành động của một tên đàn ông dâm đãng khả ố, mà còn cả sự bao che, trù dập của cả một hệ thống tự mệnh danh là đại diện cho nền văn nghệ Việt Nam, của những người mà trước đó, trong mắt cô, hẳn là những bậc cha chú đức cao vọng trọng. Đinh Đức Hoàng, nhà báo nổi tiếng với nickname Hoàng Hối Hận, côn thường xuyên viết các bài báo giàu cảm xúc, đầy kịch tính, cũng đăng một bài viết ra vẻ khách quan, nhưng không che giấu nổi ý định điều hướng. Qua bài viết, dễ dàng thấy rằng Hoàng Hối Hận chính là bạn của Dạ Thảo Phương. Kinh tởm hơn nữa, và có thể bạn không nhận ra cái u nhọt này trong não mình, là trong các vụ việc mà kẻ bị tố cáo có địa vị chính trị, rất hay có luận điểm: con này gài bẫy chứ, vì từ đâu sao vào phòng với người ta, hay đồng thuận đi hát karaoke với ông kia, vì chẳng qua là vì chuyện đấu đá chính trị ấy mà, vì thích thì gào to lên lúc đấy là được, sao giờ mới tố. Và vì cơ bản là các bạn biết con mẹ nó hết về cuộc đời rồi, làm gì có tình huống nào làm khó được các bạn. Các bạn có bao giờ biết chịu nhục trước cương quyền là cái gì đâu, thề. Cả hai bài viết mang tính điều hướng này chỉ là một trong số các cons có mối quan hệ với Dạ Thảo Phương. Rất nhiều cons khác cũng không ngần ngại lên tiếng và để hashtag đứng bên Phương đầy cảm thương, bao gồm Khuất Thu Hồng, chuyên gia nghiên cứu giới tính, tình dục, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Ca sĩ Trần Thu Hà, nhà thơ Phan Huyền Thư, nhà thơ nổi tiếng đạo thơ từng bị Hội Nhà văn tước giải thưởng. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, nổi tiếng với các fake news, đã từng bị tố cáo và xử phạt. Ngoài những lời văn lâm ly bi đát được chui rèn nhiều năm của Dạ Thảo Phương, những cái tên của các nhân chứng ký tên trong năm 2000 với biên bản thời ấy vốn chỉ vô danh nhưng ngày nay đã trở nên nổi tiếng, như nhà văn Nhật Hạ, họa sĩ Nguyễn Lê Tâm. Chỉ có họa sĩ Thành Trương còn chút ít tên tuổi nhờ là con trai của nhà văn Kim Lân, đã cùng nhau cộng hưởng để tăng độ tin cậy của những lời tố cáo thiếu bằng chứng. Chấp thời cơ này, nhà thơ Hoàng Hưng, người sáng lập Văn đoàn Độc lập và website Văn Việt, liên tục mượn sự việc để tấn công Hội Nhà văn. Theo đúng chiến lược bêu xấu mọi thứ thuộc Hội Nhà văn và chính quyền Việt Nam, một tội ác không thể hình dung đã xảy ra giữa ngôi nhà của văn học, nỗi đau hơn 20 năm không thể nói ra của cháu gái lứa tuổi con tôi, một nhà thơ, nhà báo, còn bao nhiêu cháu gái thấp cổ bé họng đã đang câm nín. Mọi người có lương tri hãy lên tiếng. Cùng với đó là post của Lưu Trọng Văn và Dạ Ngân, những thành viên không chính thức nhưng rất thân thiết với Văn đoàn Độc lập. Không chỉ thế, ngay cả những trang báo chính thống bị ảnh hưởng bởi sóng dư luận cũng chọn đứng bên Phương thay vì đứng về phía sự thật. Đúng như trách nhiệm của người làm báo, các trang báo không hề thực hiện những cuộc thu thập bằng chứng, điều tra rõ sự việc mà đón sóng, thực hiện các bài phỏng vấn nạn nhân để câu view.
dù nhiều người nổi tiếng đứng ra đảm bảo, lời tố cáo thuyết phục. Tại sao? Sự việc nhanh chóng được lan truyền bởi những người chưa từng biết đến nỗi đau này của Phương, dù đã quen Phương nhiều năm. Nhưng với những ai lâu năm trong giới văn nghệ sĩ thì đều biết lời tố cáo của Dạ Thảo Phương cố tình che đậy nhiều sự thật. Trong bài đăng đầu tiên về sự việc, Dạ Thảo Phương viết: "Ông Trương Vĩnh Tuấn đã nhiều lần ngăn cản quyền tố cáo, khiếu nại của tôi, trù dập và vu khống tôi, thậm chí cấm tôi in bài, đe dọa đuổi việc tôi. Nhiều cuộc họp, văn bản liên quan đến sự việc đã bị ém nhẹm, không được kịp thời thông báo cho tôi và công bố trước cơ quan. Thái độ mập mờ, khó hiểu của lãnh đạo cơ quan khi đó đã đặt những dấu hỏi trong dư luận, gây nhiều tổn thương sâu sắc đến danh dự và tinh thần tôi. Lời tố cáo mập mờ này cố tình buộc tội ông Trương Vĩnh Tuấn che đậy cho cấp dưới. Trong khi ấy, Lương Ngọc An trên thực tế đã bị xử phạt nặng với 6 tháng đình chỉ công tác và 2 năm gần như không được làm việc tại cơ quan, dù lý do tuyên bố chính thức, theo như Dạ Thảo Phương cho biết, là xô xát tại nơi làm việc. Theo như Dạ Thảo Phương tố cáo, cộng đồng mạng ghi nhận sự việc như sau. Trưa ngày 14 tháng 4 năm 2000, khi tôi ở một mình trong phòng biên tập văn nghệ trẻ, Lương Ngọc An đã xông vào cưỡng hiếp tôi. Trong lúc chống cự hoảng loạn, tôi kêu cứu. Nhiều đồng nghiệp đã chạy tới và bắt quả tang Lương Ngọc An đang nằm đè lên tôi, bóp cổ tôi, trong khi tôi đang giãy giụa chống cự, váy áo bị xô vò, ngón tay bị bật máu. Nhờ sự can thiệp của các đồng nghiệp, hành vi cưỡng hiếp của hắn chưa kịp thành công. Sự việc này đã được các nhân chứng thuật lại trong bản tường trình gửi báo văn nghệ ngày 20 tháng 4 năm 2000, có văn bản đi kèm. Nhưng đây chỉ là một lần tôi may mắn thoát khỏi hành vi bị ổi của Lương Ngọc An. Trước đó, từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 4 năm 2000, Lương Ngọc An đã nhiều lần thao túng, khống chế, bạo hành, cưỡng bức tôi như một nô lệ tình dục. Trong toàn bộ câu chuyện đã cho thấy những tình tiết bất nhất không hợp lý. Tại sao bị cưỡng hiếp liên tục từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 4 năm 2000 mà phải đến 14 tháng 4, Dạ Thảo Phương mới la hét kêu cứu? 10 tháng ấy cô ta đã làm gì? Môi trường công sở vốn đông người, Lương Ngọc An lúc này cũng chỉ là một anh nhân viên hành chính quèn, đồng thời là lái xe cho phó tổng biên tập của báo văn nghệ. Không có đủ quyền lực để thao túng một nữ nhà thơ trẻ có gia thế. Chị gái là nhà thơ Hàm Anh, lúc bấy giờ đang làm việc trong Bộ Ngoại giao. Vừa tốt nghiệp đã được về làm việc tại một tờ báo danh giá như báo văn nghệ. Có quen biết thân thiết với Chủ tịch Hội Nhà văn là nhà thơ Hữu Thỉnh, được chính Hữu Thỉnh dẫn tới tạp chí. Nếu sự việc cưỡng bức được phát hiện ngay từ lần đầu tiên mà sau đó Lương Ngọc An vẫn thao túng và ép quan hệ như nô lệ, thì mới thực sự cho thấy ban quản lý báo văn nghệ sai phạm và che giấu sự việc. Nhưng tố cáo cưỡng bức sau suốt 10 tháng quan hệ, thậm chí đến mức có thai, trong khi Lương Ngọc An đã có vợ, thì cưỡng bức trở nên khó tin. Những người chứng kiến sự việc chỉ thấy ông Lương Ngọc An chồm lên và bóp cổ Dạ Thảo Phương vào lúc 13 giờ, chứ không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Lương Ngọc An đang thực hiện chuẩn bị hiếp dâm. 13 giờ trong khung giờ của các cơ quan vẫn thuộc giờ nghỉ, nhưng cũng chuẩn bị đến giờ làm việc. Thông thường, các sự việc liên quan đến hiếp dâm hoặc quan hệ tình dục tại công sở khó có thể bắt đầu vào thời điểm này. Nhưng theo như Dạ Thảo Phương cho biết, thời điểm 13 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2000, Lương Ngọc An mới chỉ chuẩn bị cưỡng hiếp cô. Gần đây, một Facebooker có tên là Lê Phương được cho là người chữa trị những tổn thương tâm lý và chứng trầm cảm của Dạ Thảo Phương cũng lên tiếng khẳng định về tình trạng bệnh tật của cô. Tôi đã biết chuyện nhà thơ Dạ Thảo Phương bị một thằng khốn cưỡng bức nhiều lần khoảng 10 năm trước qua một cuộc nói chuyện trên Yahoo Chat kéo dài nhiều giờ. Đêm đó, tôi không ngủ được vì thương bạn và ghê tởm. Có những chi tiết mà tôi không bao giờ quên được. Tôi tin cô ấy, vì không ai nói dối, thầy thuốc của mình cả. Tôi đã điều trị trầm cảm cho cô ấy trong một thời gian và chứng kiến những dằn vặt đau khổ của cô ấy. Như một thầy thuốc, tôi giữ kín câu chuyện này đến hôm nay, vì đó là bí mật bất khả tiết lộ của mọi bệnh nhân. Khi cô ấy quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng, tôi sẵn sàng ra tòa làm chứng về những tổn thương tinh thần mà cô ấy đã chịu đựng như một bác sĩ. Nhưng ông Lê Phương đã nói không đầy đủ về chứng bệnh trầm cảm và các tổn thương tâm lý. Người bị trầm cảm và tổn thương tâm lý lâu ngày, lý do có thể đến từ sự đổ vỡ mối quan hệ, sảy thai hoặc nhiều lý do khác,
đều có xu hướng bôi đen sự việc theo chiều hướng có lợi cho nạn nhân như một cách tự chữa lành. Trong khi ấy, những bằng chứng cụ thể hơn như dấu vết bạo dâm, dấu vết bị bạo hành trước đó, chứng nhận sảy thai từ bệnh viện có độ tin cậy lớn hơn không hề được công bố. Những bằng chứng và điều tra trong năm 2000 không cho thấy hành vi rõ ràng cấu thành nên tội hiếp dâm ở Lương Ngọc An. Đó là điều không thể chối cãi và báo Văn Nghệ tiến hành kỷ luật Lương Ngọc An theo tội danh xô xát là phản ánh đúng tình trạng được tường trình bởi chính các nhân chứng có thương hiệu. Sự việc sau 22 năm được lan truyền trở lại chắc chắn đã đạp đổ toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng của Lương Ngọc An. Còn Dạ Thảo Phương, từ một nhà thơ nữ dần bị thế giới đương đại lãng quên, học theo phong trào tố cáo cưỡng bức, Me Too, bất chấp đúng sai, lại một lần nữa được biết đến. Nếu ai hỏi, tố cáo thì được gì? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Từ chính phong trào, Me Too, tố cáo thì được nổi tiếng. Nếu trầm cảm và những suy nghĩ đen tối là một thủ pháp, một trường phái được ưa chuộng trong văn chương Việt Nam sau đổi mới, thì bị cưỡng hiếp và dũng cảm đứng ra tố cáo với các lập luận về nhân quyền là sức bật nổi tiếng cho thương hiệu của các nhà văn, nhà thơ đã lỗi thời.